sử dụng của đội Bảo Trì nhà máy. Và điệu đà trong chiếc váy điểm các đông là siêu mẫu sơ mi Hòa Sơn với chiều cao lý tưởng 1m57.5cm. Trước khi hoạt động trong ngày thời trang, anh từng không phận cổng mỹ ở Mông Cổ và được thủ tướng nào mời ăn tối. Anh ấy cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi tiền. Điều anh muốn gửi đến chúng ta là bảo vệ môi trường là bảo vệ chính tương lai của các bạn. Hết sức lan tính đó là tất cả những gì nói về chàng cao bồi phấn đấu đến từ kinh đô điện ảnh Hú Liễu. Trong trang phục được thiết kế từ những chiếc bao tải tái chế, anh là ngôi sao nhà xuyến kiêm người mẫu độc quyền của tập đoàn Thích Cầm Nhầm Việt Nam. Anh Anh Tùng được đoạt quả được giải quả chuối vàng cho bài hát cuộc thi giờ voi ăn khuya và làm hài lòng tất cả các khán giả hội khó tính nhất. Ngoài ra, anh còn có một đề phụ đó chính là ban này đi bán bánh mì được bao nhiêu tiền mua bánh bao anh? Đến từ mảnh đất đầy màu mỡ với thịt dê và muối ngọt, đến nơi mà anh đã có 18 năm cắm rễ. Con đường trở thành một hot boy của anh hết sức tình cờ khi ngày trước anh thường cưỡi anh dê bắn bóng bay. Phương châm sống của Khánh Bảnh đó là dẫu biết đường đời nhiều xoải đá, chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng. Tiếp theo chương trình đó là bộ trang phục thiết kế từ lá cây rất tinh tế với phần trình diễn của tài tử Giang Nam Lương Thế Vinh, là một trong những nghệ nhân tiêu biểu đã đoạt giải đôi tay vàng trong làng bốc bát ở Việt Nam. Mr. Vinh đang mang đến nguồn cảm hứng cao độ về trách nhiệm bảo vệ môi trường của mỗi chúng ta. Đồng thời, Mr. Vinh cũng muốn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Đó là